Kính chào quý vị. Cẩm Tú rất vinh hạnh khi được đồng hành cùng quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới Nhất. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Bão số 5 đổ bộ vào thị trấn Quai Lai, huyện Si Hang Bo, tỉnh Phúc Kiến vào lúc 7 giờ ngày hôm qua và suy yếu thành bão áp thấp nhiệt đới trong lúc 9 giờ và tiến vào Quảng Đông lúc 11 giờ. Theo thống kê của Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 7 giờ ngày hôm nay, đã có 10 huyện, thành phố trong tỉnh có lượng mưa từ 100 đến 199,9mm, 6 huyện có lượng mưa vượt quá 200mm, với Nam Kinh là 339mm là mức tối đa. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn vào lúc 1 giờ 30 phút ngày hôm nay, mực nước đỉnh lũ tại trạm thủy văn Binh He đã vượt mức nước cảnh báo là 1,09m. Tính đến thời điểm hiện tại, không có báo cáo nào về thảm họa lớn hoặc tình huống nguy hiểm ở tỉnh Phúc Kiến. Vào ngày hôm qua, sau khi cơn bão đổ bộ, sóng đánh vào đá ở bến cảng Xuân Lai, huyện Si Hang Bo của Trương Châu, Phúc Kiến. Đến 7 giờ cùng ngày, cơn bão số 5 năm nay lại đổ bộ vào thị trấn Xuân Lai, huyện Si Hang Bo, tỉnh Phúc Kiến. Khi đổ bộ, sức gió lớn nhất vùng gần tâm bão là cấp 12, tức là 35m/giây. Do chịu ảnh hưởng của bão, gió mạnh cấp 9, cấp 10 đã xuất hiện dọc bờ biển Phúc Kiến. Mưa vừa đến mưa to cục bộ ở vùng ven biển. Cục khí tượng nhắc nhở bão số 5 là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến nước ta trong năm nay. Các đơn vị liên quan cần đặc biệt tăng cường công tác phòng chống gió mạnh và mưa lớn. Tính đến nay chưa có báo cáo về nguy hiểm và thảm họa. Tới hôm qua, Bộ Tư lệnh Quốc phòng khẩn trương tổ chức hội nghị truyền hình ngoại vi về phòng chống siêu bão số 5 nhằm thực hiện tinh thần chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường. Chen Lai, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước nhấn mạnh tất cả các địa phương và các ban ngành phải tiếp tục thực hiện trách nhiệm, tăng cường các biện pháp quán triệt sâu sắc mọi công tác quốc phòng, phấn đấu giành thắng lợi trong công cuộc phòng thủ toàn diện trước siêu bão số 5. Liêu Ninh, Tổng Thư ký của Bộ Quốc phòng Nhà nước và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước chủ trì cuộc họp. Xiao Maiyan, Phó Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng kiêm Phó Giám đốc Cục Khí tượng Trung Quốc và Chen Xiaoxiang, Đảng viên Đảng bộ Tài nguyên nước, Giám đốc Văn phòng Tổng hợp đã tham dự cuộc họp. Chen Lai nhấn mạnh Trung ương Đảng và Quốc vụ viện đã hết sức coi trọng công tác phòng chống siêu bão số 5. Vào hai ngày trước đó, Hu Liangzu, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện kiêm Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã ban hành các chỉ thị quan trọng, yêu cầu hoàn thiện hơn nữa, thực hiện các biện pháp phòng thủ dựa trên sự sắp xếp triển khai trước đó, đồng thời di chuyển kịp thời người dân từ các khu vực bị nguy hiểm đến nơi an toàn, sớm để đảm bảo an toàn cho cả người và nhân viên. Cơn bão nhiệt đới số 5 năm nay được hình thành trên vùng biển phía đông nam của Đài Loan lúc 20 giờ 5 ngày trước và mạnh lên thành siêu bão lúc 16 giờ 2 ngày trước. Hiện tại, bão số 5 đang ở gần bờ biển phía đông của Đài Loan và đang tiến về phía nam của Phúc Kiến, đến bờ biển phía đông của Quảng Đông. Dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông của Đài Loan từ sáng đến trưa ngày hôm nay, sau đó đi qua eo biển Đài Loan đến sáng ngày mai, nó lại đổ bộ vào vùng ven biển từ trung tâm Phúc Kiến đến đông Quảng Đông. Bão số 5 có 6 đặc điểm sau. Thứ nhất, hình thành và phát triển nhanh chóng. Thứ hai, có bão lớn. Thứ ba, phạm vi ảnh hưởng rộng. Thứ tư, kéo dài trong thời gian dài. Thứ năm, có lượng mưa lớn. Chen Lai đã phân tích sâu sắc về các yếu tố bất lợi cho công tác phòng chống siêu bão số 5. Thứ nhất, ảnh hưởng của bão trùng với mùa đánh bắt cá mùa thu. Có nhiều khách du lịch ở vùng ven biển và có nhiều tàu hoạt động trên biển, rất khó che chắn gió cho Hồng Kông. Thứ hai là gần đây bão đổ bộ liên tục, một số khu vực liên tục xảy ra thiên tai, công trình bị thiệt hại nghiêm trọng do năng lực phòng thủ giảm sút. Thứ ba, các tỉnh vùng ven biển đã bước vào thời kỳ hậu lũ, một số tỉnh ở vùng nội địa xảy ra lũ lụt, một số bộ phận cán bộ quần chúng có xu hướng buông lỏng cảnh giác, không có lợi cho việc tổ chức và phát triển công tác quốc phòng. Trước tình hình nghiêm trọng hiện nay, Chiang Lai đã đưa ra các yêu cầu rõ ràng đối với công tác phòng chống siêu bão số 5, nhấn mạnh rằng theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường, dựa trên tinh thần chịu trách nhiệm cao về sự an toàn của đời sống nhân dân, cần đề phòng gió to, chiều cường, mưa lớn, lũ núi, ngập úng, thiên tai thứ cấp và các tình huống bất lợi. Được biết, cơ quan quốc phòng đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 3 để phòng chống bão lũ, đồng thời cử hai tổ công tác đến các tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến để hỗ trợ hướng dẫn công tác phòng chống bão. Tại cuộc họp, các đồng chí từ Cục Khí tượng Trung Quốc, Cục Quản lý Đại dương Nhà nước và Cục Thủy văn của Bộ Tài nguyên nước lần lượt giới thiệu các dự báo và dự báo về bão, sóng, lượng mưa và nước dâng. Thưa quý vị, cơn bão số 5 năm nay, Phan Xabi, đã mạnh lên thành siêu bão vào lúc 16 giờ ngày thứ ba. Hồi 17 giờ, tâm bão ở trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, cách thành phố Hoa Liên, tỉnh Đài Loan khoảng 310 km về phía đông ở 23,9 độ Nam, 124,7 độ Kinh Đông,
sức gió lớn nhất ở vùng gần tâm bão cấp 16, khoảng 52 m trên giây, khí áp tối thiểu vùng tâm là 935 HPA. Dự kiến tâm bão số 5 sẽ di chuyển về phía Tây với tốc độ 20-25 km/h, cường độ tăng nhẹ, đổ bộ vào bờ biển phía đông của Đài Loan từ sáng ngày thứ Tư đến trưa ngày thứ Năm đến gần Đài Loan. Cơn bão sẽ suy yếu và nó sẽ là một cơn bão mạnh khi đổ bộ với sức gió gần tâm bão đạt cấp 14-15. Sau đó, cơn bão số 5 sẽ băng qua đảo Đài Loan và đi qua eo biển Đài Loan, tiếp cận bờ biển từ miền Trung Phúc Kiến đến miền Đông Quảng Đông và sẽ đổ bộ vào bờ biển khu vực này từ sáng sớm đến ngày thứ Năm. Khi nó vào đất liền, nó sẽ là một cơn bão nhiệt đới mạnh và cuồng phong với sức gió vùng gần tâm đạt cấp 11-12. Bão số 5 sẽ trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này trong năm nay. Do ảnh hưởng của bão, từ 20 giờ ngày thứ Ba đến 20 giờ ngày thứ Tư, phần phía nam của biển Hoa Đông, vùng biển phía đông Đài Loan, eo biển Đài Loan, eo biển Ba Si, eo biển Ba Linh Tang, đông bắc một phần của biển Đông, bờ biển phía đông nam của Chiết Giang, tỉnh Đài Loan và bờ biển Phúc Kiến sẽ có gió mạnh cấp 7, cấp 9. Dọc theo bờ biển phía đông của Quảng Đông, gió giật cấp 10, cấp 11 ở một số nơi. Vùng biển khu vực từ Đài Loan và những nơi khác có mưa to hoặc mưa rất to, hầu hết Đài Loan có mưa lớn. Trong 3 ngày tới, hầu hết các vùng phía tây của Đài Loan, Bắc Trung Quốc, hầu hết Đông Bắc Trung Quốc, Nam Giang Nam, miền Trung và miền Đông Nam Trung Quốc, miền Tây Nam Trung Quốc sẽ có mưa rào nhẹ đến vừa. Miền Trung và miền Đông Nam Trung Quốc, miền Trung và miền Đông Nam Đài Loan, miền Trung và miền Đông Quảng Đông, miền Đông và miền Nam Phúc Kiến có mưa to. Ở Đông Nam Chiết Giang, miền Trung Hà Đào, miền Bắc Sơn Tây và miền Tây, miền Trung Hà Bắc sẽ có mưa to. Mưa lớn ở các vùng ven biển Phúc Kiến, Đài Loan và miền Trung ở phía Đông Quảng Đông. Các khu vực nêu trên có mưa dông ngắn ngày kèm theo gió giật mạnh hoặc đối lưu khí hậu mạnh như mưa đá. Hiện tại, tâm bão mạnh số 5 năm nay, Faisabi, ở trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách thành phố Hoa Liên, tỉnh Đài Loan khoảng 500 km về phía Đông Nam vào lúc 5 giờ ngày thứ Ba, ở 23,4 độ Vĩ Bắc và 126,5 độ Kinh Đông. Có 14 cấp độ gió từ 45 m/s, áp suất không khí thấp nhất ở vùng gần trung tâm là 950 HPA. Dự báo từ 8 giờ ngày thứ Ba đến 8 giờ ngày thứ Tư, Tây Nam Tân Cương, Trung và Đông Thành Hải, phần lớn Tây Tạng, Trung và Đông Cam Túc, Ninh Hạ, Bắc Thiểm Tây, Nam Trung và Tây Nội Mông, Liêu Ninh, Nam và Đông Cát Lâm, Đông Nam Hoắc Long Giang và Bắc Trung Quốc, Nhất Tây và Bắc Sơn Đông, Trung và Tây Tứ Xuyên, Tây Vân Nam, Đông Chiết Giang, Đông và Nam Phúc Kiến, Đài Loan, Trung và Đông Quảng Đông, Hải Nam có mưa rào, từ nhẹ đến mưa vừa, mưa to. Miền Trung Sơn Tây, miền Đông Liêu Ninh và miền Đông Nam Cát Lâm có mưa lớn. Một số khu vực ở miền Nam của Tân Cương và vùng núi phía Tây, miền Nam Tân Cương có mưa to hoặc mưa rất to. Hầu hết Đài Loan, Đông Nam Chiết Giang và Đông Bắc Phúc Kiến có mưa cực lớn. Ở các vùng của Đài Loan có mưa lớn, có gió Tây Bắc cấp 6 đến cấp 8, thời tiết đối lưu mạnh như dông bão và gió mạnh hoặc mưa đá. Có gió cấp 4, cấp 6 ở phía Tây Bắc Tân Cương hoặc cát bụi nổi lên ở khu vực phía Nam của lưu vực Tân Cương. Vùng biển phía Đông Đài Loan, vùng biển phía Nam, Nam biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9. Ở một số vùng biển có gió giật cấp 10, cấp 12. Vùng biển gần tâm bão mạnh cấp 13 đến cấp 16. Ngoài ra, vùng biển Bột Hải còn có gió cấp 5, cấp 6, cấp Đông Bắc. Tính đến 11 giờ ngày hôm qua, cơn bão số 5 đã làm cho 1,222 triệu người trong tỉnh bị ảnh hưởng, 34 người chết, 42 người mất tích, di dời khẩn cấp và tái định cư 98.000 nhà dân. Đây là những gì mà phóng viên biết được từ Cục Cứu trợ Thiên tai của Bộ Nội vụ. Để giúp tái định cư cho những người bị ảnh hưởng, Bộ Nội vụ đã khẩn trương điều động 2.000 lều cứu trợ thiên tai, 1.000 giường gấp từ khu dự trữ vật liệu cứu trợ thiên tai Trung ương Trường Sa đến Quảng Đông. Vào ngày hôm qua, theo báo cáo, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Đông đã phân bổ 1.200 chiếc lều, 4.000 chăn bông, 1.000 giường gấp và 2.000 bộ quần áo cho khu vực bị thiên tai. Người dân vùng lũ ở thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông di chuyển đến khu vực an toàn. Theo Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông, tính đến 23 giờ ngày hôm qua, bão số 5 đã khiến tổng cộng 34 người chết và 42 người mất tích tại ba thành phố Cao Xihao, Xizi và Giang Chun của tỉnh Quảng Đông. Nguyên nhân chính dẫn đến thương vong và người mất tích là thiên tai lũ lụt, thiên tai địa chất, dòng mảnh vụn và các thiên tai thứ cấp khác do mưa xối xả gây ra. Theo Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông, tính đến 17 giờ ngày hôm qua, cơn bão số 5 đã khiến hơn 400.000 người ở Quảng Đông bị ảnh hưởng và 34 người chết. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông, tính đến 17 giờ ngày hôm qua, lượng mưa lớn do bão số 5 mang đến đã khiến 435.230 người ở 57 thị trấn và làng mạc thuộc 6 huyện thành phố ở Dương Giang, Mao Ninh, Dun Phu và các thành phố khác ở tỉnh Quảng Đông. Cho đến nay, ngoại trừ hơn 80 người ở thị trấn Ma Khu, thành phố Gao Xihao, thành phố Mao Ninh chưa được chuyển đi do sạt lở đường. 45.101 người còn lại đã được chuyển đến nơi an toàn. 286 ngôi nhà bị sập, 208.230 hecta hoa màu bị ảnh hưởng,
và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 528 triệu nhân dân tệ. Trong đó, thiệt hại về cơ sở bảo tồn nước là 145 triệu nhân dân tệ. 34 người chết ở thành phố Jinji, Mao Ming. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Đông yêu cầu các bộ phận liên quan nỗ lực hết mình thực hiện công tác cứu trợ, cứu nạn thiên tai khẩn cấp và di chuyển tái định cư những người bị mắc kẹt kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân, tăng cường kiểm tra trực ban hồ chứa thủy điện, kè, cống, khẩn trương khắc phục hư hỏng. Cần tiến hành mọi biện pháp có thể để tu bổ, sửa chữa cơ sở hạ tầng, nhất là cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, giao thông vận tải, điện lực có ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác ứng cứu khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Quân đội đóng quân tại Quảng Đông và các đội cứu hộ chuyên nghiệp của tỉnh ngay lập tức vào trạng thái sẵn sàng ứng cứu, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và chuẩn bị cho công tác cứu hộ khẩn cấp, cứu trợ thiên tai để đảm bảo rằng họ có thể được điều động bất cứ lúc nào khi cần cứu trợ thiên tai. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!